Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ, chân thân Nguyệt Thiền đã tới Thạch Quốc. Vẫn khuôn mặt và vóc dáng đó, vậy nhưng tính cách lại lạnh lùng hơn thế thân rất nhiều. Thạch Hạo cũng thừa nhận, chủ thân này đúng là rất mạnh. Nếu như Tiểu Tháp có ở đây thì tốt, vậy nhưng sau thoáng chốc suy nghĩ thì cậu lại cho rằng như thế là không được. Sao có thể ỷ lại người khác như vậy? Mã ỷ lại sẽ thiếu đi ý thức chịu săn nàn cực khổ, giữa thiên địa này cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân. Cậu nhanh chóng lên tiếng khiêu khích. Chẳng lẽ nàng ta đến là để phá động phòng hay sao? Phá đêm động phòng của mình, cảm nhận chắc chắn là rất đặc biệt. Chân thân Nguyệt Thiền thẳng thắn đáp trả bằng cách tung chiêu săn mặt, điều khiển vô số tảng đá ném vào mặt Thạch Hậu. Cậu vùng thường dễ dàng đánh tan đòn công kích, sau đó lại tiếp tục khiêu khích. Tiên tử nàng phong thái hơn người, khí độ phi phàm. Đã một lòng theo đạo thì cứ thành tu ngoại thế, cần gì phải đến hoàng cung thế gian chỗ này chứ? Nguyệt Thiền cho rằng bởi vì có người khinh nhờn thánh giáo khiến nàng không thể không kết thúc. Thạch Hạo tiếp tục phản bác, mà cái trên miệng gọi là thánh giáo từng nhiều lần quấy phá xâm nhập Thạch Quốc, hôm nay đúng lúc cậu cũng nên kết thúc chuyện này rồi. Dứt lời, cậu liền ngưng tụ lực lượng tạo ra một vòng kết giới bảo vệ cho thứ thân Nguyệt Thiền rồi chủ động cầm thương lao lên định xiên mấy lỗ vào chủ thần. Chủ thần Nguyệt Thiền rút kiếm tung chiều đáp trả, hai bên lao vào nhau chiến đấu, tiếng vũ khí va chạm vang lên liên tục. Sau khi đẩy lùi được Thạch Hậu, nàng ta nhanh chóng triệu hồi bảo thuật, cứ tưởng là sẽ tấn công cậu, vậy nhưng ai ngờ mục tiêu thực sự lại là thứ thân Nguyệt Thiền. Bảo thuật nhanh chóng bẻ lái rồi lao thẳng đến thứ thần. Nguyệt Thiền thứ thần cũng không ngờ được rằng chân thân lại thực sự muốn trả mình. Vì có mối liên hệ nên hai người dễ dàng nói chuyện với nhau. Thứ thần cho rằng cả hai từng cùng nhau tu luyện, liên thủ đối địch, một thể đồng lòng, thậm chí còn hơn tỷ muội ruột. Vậy nhưng hôm nay đối phương lại dứt khoát như vậy. Chủ thần cho rằng thân là thánh nữ Bổ Thiên Giáo, vậy nhưng lại làm ra hành vi kết thân với địch, khinh nhờ thánh giáo như vậy. Nàng ta hy vọng phiên bản thứ thần này nên có quyết đoán. Thứ thần lại suy nghĩ khác, chỉ vì thứ thanh danh uy nghiêm mờ mịt của Bổ Thiên Giáo mà muốn nàng ta tự diệt hình thần sau. Chủ thần muốn tiếp tục khuyên ngăn đừng để mình sai lầm tiếp tục sai lầm nữa. Chạm đi thân thể này, chủ thần sẽ để cho nàng phục sinh. Đến lúc đó, nàng vẫn là hoàn mỹ thánh khiết nhất, là thánh nữ Bổ Thiên Giáo được vạn người ngưỡng mộ. Những lời này khiến cho thứ thần cũng động lòng, định buông bỏ số phận của mình. Vậy nhưng đúng lúc đó, giọng nói của Thạch Hạo vang lên kéo nàng trở lại thực tại. Cậu nhanh như chớp lao tới, ngăn cản đòn công kích, sau đó chỉ trích chủ thần. Náo loạn nửa ngày thì ra mục đích là tiêu diệt phiên bản phân thân của mình. Chủ thần cho rằng mình chỉ là cho nàng ta một cơ hội trở lại thánh giáo mà thôi. Lời này làm cho Thạch Hạo cười mỉa mày. Trở lại thánh giáo chính là trở lại lồng giam không có nhân tính của mấy người hay sao? Bổ Thiên Giáo thật là uy nghiêm hiển hách, chỉ một câu nói đã xóa bỏ ý nghĩa phấn đấu cả đời của người khác. Mấy người cao cao tại thượng cảm thấy mình chỉ cần lật tay là có thể thao túng mạng sống của người khác, dựa vào đầu chứ. Nói rồi, cậu lập tức đánh tan bảo thuật của đối phương. Những lời vừa rồi khiến cho thứ thân Nguyệt Thiền cũng động lòng phải suy nghĩ, dù là lịch luyện hay bồn bà vì sự vụ thánh giáo. Vậy nhưng những việc đó có thực sự là điều mà bản thân nàng muốn làm? Nội tâm nàng cho biết là không phải, mọi thứ đều là thánh giáo yêu cầu, nàng cảm thấy bản thân mình chỉ là công cụ của Bổ Thiên Giáo, chỉ là cái bóng của chủ thần, thậm chí khi bọn họ cảm thấy thứ thân như nàng không hoàn mỹ nữa thì có thể hủy diệt bất cứ lúc nào. Nếu đối phương đã cảm thấy nàng vướng víu, vậy thì từ đây chúng ta mạnh ai nấy làm, đừng ai nấy đi. Chủ thần không thích điều này, hai người từng là một thể, cho dù sau khi biến hóa hay tách rời cũng là tâm ý tương thông. Tại đây thì giữa hai người đã có suy nghĩ bất đồng, không ai chịu nhường ai. Chủ thần cũng tỏ rõ ý định phải diệt trừ thứ thần cũng không muốn ngồi yên, người hiểu rõ cô ta nhất là nàng, cho nên để nàng giúp cậu chiến thắng. Chủ thần thế vậy vẫn không chút e ngại, nàng ta lập tức tung ra chân lòng bảo thuật. Một đầu rồng khổng lồ xuất hiện, Thạch Hạo lấy ra côn bằng bảo thuật đáp trả, vậy nhưng không thể áp chế được bảo thuật của đối phương. Nguyệt Thiền truyền âm cho biết, chân lòng bảo thuật đó không hoàn chỉnh, lúc chuyển đổi cũng không liên tục, cậu hãy tấn công vào phần bụng. Quả nhiên, cách này có hiệu quả, bảo thuật của đối phương lập tức bị đánh tan. Vậy nhưng chủ thần vẫn không nào núng, nàng ta lại lấy ra bảo thuật khác. Nguyệt Thiền ở bên cạnh tiếp tục chỉ điểm cho Thạch Hạo. Nhờ có sự giúp sức này, Thạch Hạo dễ dàng phá hủy đòn công kích. Điều này khiến cho đối phương cũng phải lên tiếng nhắc nhở. Hành động liên thủ với người ngoài là muốn chính thức phản giáo hay sao? Thạch Hạo trấn an, mặc kệ ả, sau khi chiến thắng rồi, cậu sẽ giúp nàng trở thành chủ thần, lột xác thần thai một lần nữa. Bí mật bị bại lộ, chủ thần liền tức giận, cho rằng thứ thần tiết lộ những điều này. Nhưng thực ra nàng ta không hề nói mà làm ma nữ đã cho cậu biết. Nói chuyện đã xong, Thạch Hạo liền chủ động lao lên tấn công phủ đầu, còn sử dụng lực lượng đến từ chí tôn cốt định chấn áp đối thủ không được. Thể chất của chủ thần đặc biệt, có thể liên kết với mặt trăng, diễn sinh vô lượng thần lực, uy năng có thể so với thần phạt. Nàng ta nhanh chóng ngưng tụ lực lượng của mặt trăng, Thạch Hạo cũng không muốn đứng yên chịu chết. Cả hai đồng thời đánh ra công kích, một màn giằng co kịch liệt,
trước mắt vẫn không thể phần thắng 7. Tuy nhiên, Thứ Thân lại cho biết bây giờ là thời cơ tốt để trấn áp. Khi Nguyệt Quang thánh lực biến mất, cô ta sẽ bị suy yếu trong chốc lát. Thạch Hào nghe vậy liền sử dụng thanh niên kiếm ý và toàn nghề bảo thuật, đánh trực diện về phía Nguyệt Thiền khiến nàng ta bay đi. Ăn xong chiều đó, cô ta cũng bị thương, nhận ra cứ tiếp tục thế này không phải là biện pháp, cho nên chủ thân Nguyệt Thiền nhanh chóng tung hỏa mù rồi bỏ chạy. Thạch Hào đương nhiên không muốn để cho đối phương chạy thoát, cô đưa Nguyệt Thiền vào trong thế giới bảo hạp rồi đuổi theo. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nào đâu có dễ dàng như vậy. Cứ tưởng là lần này chủ thân Nguyệt Thiền xong đời rồi, vậy nhưng ai ngờ nàng ta đã bố trí sẵn cạm bẫy trên đường di chuyển. Thạch Hào định tặng cho mỹ nhân một kích toàn lực, vậy nhưng đối phương đã nhanh tay kích hoạt trận pháp nhốt cậu lại bên trong. Nàng ta tuyên bố bây giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi, chiều này đúng là chí mạng, ngay cả thứ thân Nguyệt Thiền cũng không biết. Chủ thân nhanh chóng vận dụng pháp trận, Thạch Hào lập tức bị khống chế, sau đó bị đánh cho tan xác. Những gì còn sót lại là thế giới bảo hạp. Nàng ta vui mừng tiến lại định thu lấy chiến lợi phẩm, nhưng đúng lúc đó thế giới bảo hạp bất ngờ phát sáng. Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì tập phim đã hết rồi. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem tập sau nhé! Video tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!